Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu đến từ Thái Lan của bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe Toyota Yaris thì nó được hai phiên bản của bạn nhé, phiên bản E và phiên bản G. Nó cũng giống như Toyota Vios. Chiếc xe mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe Toyota Yaris ở phiên bản G bạn nhé. Đấy, màu bạc rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký cuối năm 2017, lăn bánh được 3.8 km rồi các bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp, thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn về những chiếc xe Toyota Yaris. Nó là cái phiên bản nhập khẩu, nó rất là đắt tiền, cho nên là gần như những gia đình nào có điều kiện thì mới chọn chiếc xe Toyota Yaris này thôi. Và đặc biệt là cái bản G. Bản G là cái bản đủ, bản cao nhất, đắt tiền. Đăng ký chiếc xe này mới xong là cũng khoảng tầm 800 triệu. Đấy, cho nên là chiếc xe, gần như những người nào sử dụng chiếc xe Yaris thì là người ta đi, thứ nhất là đi ít, thứ hai là đi giữ gìn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này sản xuất năm 2017 mà mới lăn bánh được có 3.8 km thôi. Rất là mới, rất là đẹp. Toàn bộ nội thất, ngoại thất đều rất đẹp các bạn nhé. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đấy ạ. 3.8 đấy, rất mới luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan đấy, và sản xuất năm 2017, phiên bản 1.5, dung tích động cơ là 1.5, phiên bản G các bạn nhé. Đấy, 2017 đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đấy là cái tem, số khung, số máy này. À, đây là cái số khung và dung tích của động cơ 1.5 lít. Đấy, toàn bộ nội thất rất đẹp luôn ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, vẫn còn rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mở cái carbon ra, lát nữa tôi giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước, bên lái đều rất là mới luôn các bạn ạ. Đấy, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, trung bình 5,7, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đây là cái phần nội thất phía sau, toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nội thất ghế da phía sau này cũng còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, những chiếc xe này thì gần như là chỉ chị em phụ nữ sử dụng thôi. Đấy, cho nên là đằng sau này đều rất mới các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cái ốc cốp sau, keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Đấy, các bạn xem này ạ. Rất là mới, 2017. Tính ra là cũng 5-6 năm sử dụng rồi. Nhưng mà còn rất là mới các bạn nhé. Vì mới lăn bánh có 3.8 km thôi. Đấy, tất cả những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da nguyên bản rất đẹp luôn đấy ạ. Đấy, tất cả đều rất đẹp. Và đây là cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng còn nguyên bản và còn rất mới các bạn nhé. Những chiếc xe này thì gần như là chị em phụ nữ sử dụng không thay được lốp sơ cua. Cho nên lốp sơ cua còn nguyên, còn mới. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ lốp sơ cua, đồ nghề còn nguyên luôn. Rất là mới luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2017 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 439 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2017 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, đây là toàn bộ về táp bi cánh cửa này. Ghế bên phụ này. Đấy, ghế da còn mới luôn các bạn ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất mới. Toàn bộ từ vô lăng, cần số tay phanh. Đấy, đều rất là đẹp này. Điều hòa thì tự động phiên bản G này là phiên bản đủ, cho nên là xe được trang bị điều hòa tự động. Đầu DVD, màn hình, camera lùi, đè nổ, start top, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Phiên bản này thì không có thiếu cái gì nữa đâu ạ, đầy đủ hết rồi. Bộ ghế da này còn rất là mới. Nhiều người xem cái bộ ghế da này thì tưởng là làm lại rồi, bọc lại rồi, nhưng thực tế là nó còn nguyên bản đấy các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 3,8 vạn, tức là sử dụng rất là ít, cho nên là toàn bộ về nội thất, ngoại thất đều rất là mới, rất là đẹp. Điều hòa tự động, đè nổ, start top, đầy đủ hết luôn. Toàn bộ về ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Dưới nắp capo này là một cái khối động cơ 1.5 lít mà Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris 2017 này rồi các bạn nhé. Và cái động cơ này là cái động cơ mới rồi. Đấy, đây là cái ốc capo các bạn nhé. Đây là ốc capo còn nguyên bản này. Keo chỉ capo. Đấy, còn nguyên bản hết này. Đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn xem kỹ cái phần đầu và phần đuôi. Vì có hay bị đâm đụng hay va chạm nhất thì cũng là phần đầu hoặc phần đuôi các bạn nhé. Đấy, tem của capo còn nguyên bản này. Tem capo nguyên bản, ốc capo còn nguyên bản hết. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Đều rất là đẹp này. Rất là mới này. Từ ốc capo, ốc tai, ốc xương đầu này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn đấy. Có thể nói một chiếc xe này là rất đẹp đấy ạ. Đấy, ốc máy các thứ là đều còn nguyên hết luôn. Chưa có một con ốc nào tháo ra các bạn ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, đây là ốc máy các bạn xem này. Nếu như làm lại máy thì có vết tháo nha. Và ốc này là còn nguyên bản hết. Từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Động cơ thì đã được trang bị động cơ thông minh đua VVTi 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Yaris G này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.